Thưa quý vị, liên quan diễn biến mới nhất vụ việc Lã Kỳ Anh trộm đồng hồ Rolex giá gần 2 tỷ đồng, ngày 21 tháng 9 năm 2022, thông tin từ Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án trộm cắp tài sản đối với bị cáo Lã Thị Anh, tức Lã Kỳ Anh, 32 tuổi, ngụ quận 7. Trước khi bị bắt vì trộm đồng hồ Rolex trị giá gần 2 tỷ đồng, Lã Kỳ Anh từng được biết đến với danh xưng Miss Vietnam Continent 2018 diễn ra tại Mỹ. Lã Kỳ Anh bị truy tố theo khoản 4 điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù. Theo Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, do cần làm rõ một số vấn đề nên trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh điều tra bổ sung. Theo cáo trạng, tháng 7 năm 2021, Lã Thị Anh quen anh Nguyễn Minh Tân. Đến đầu tháng 8 năm 2021, Lã Kỳ Anh thường đến và ngủ lại phòng của anh Tân ở phường Võ Thị Sáu, quận 3. Tại đây, anh Tân cho Lã Kỳ Anh xem bộ sưu tập đồng hồ, trong đó có chiếc Rolex Daytona Platinum trị giá 80.000 đến 90.000 đô la Mỹ. Theo lời khai của Lã Kỳ Anh, khi được biết giá trị của chiếc đồng hồ đã nảy sinh ý định lấy trộm. Lã Kỳ Anh chụp hình đồng hồ và gửi cho Tô Văn Toàn, ngụ quận Phú Nhuận, nhờ mua đồng hồ nhái. Ngày 11 tháng 9 năm 2021, Lã Kỳ Anh lấy chiếc đồng hồ nhái bỏ vào túi sách và qua nhà anh Tân ngủ qua đêm. Khoảng 1 giờ ngày 12 tháng 9 năm 2021, lúc anh Tân ngủ say, Lã Kỳ Anh đánh ráo chiếc đồng hồ hiệu Rolex Daytona Platinum, rồi cho vào túi sách và ngủ tiếp đến trưa cùng ngày thì về nhà. Về đến nhà, Lã Kỳ Anh nhờ Tô Văn Toàn cầm cố chiếc đồng hồ với giá 1 tỷ đồng. Tô Văn Toàn đồng ý và chuyển khoản cho anh 970 triệu đồng, trừ 30 triệu đồng tiền bảo dưỡng, đánh bóng đồng hồ và tiền lãi. Nhận được tiền, anh đã tiêu xài cá nhân hết. Ngày 15 tháng 9 năm 2021, nạn nhân phát hiện đồng hồ hiệu Rolex Daytona Platinum đã bị đánh tráo nên đến công an trình báo. Qua truy xét, ngày 21 tháng 9 năm 2021, công an quận 3 đã thu giữ chiếc đồng hồ hiệu Rolex Daytona Platinum của anh Tân tại nhà anh Phạm Huy Phương là một thợ sửa đồng hồ. Thưa quý vị, theo kết luận định giá tài sản, đồng hồ hiệu Rolex Daytona Platinum có giá 1,99 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Lã Kỳ Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Những người khác do không biết chiếc đồng hồ Lã Kỳ Anh đưa là tài sản phạm tội mà có nên không bị xử lý. Những thông tin mới nhất về vụ việc này sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trên báo Thanh Niên tại địa chỉ thanhniên.vn cũng như trên kênh YouTube báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục.